đến với kênh của Hà Sam TV. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì Hà Sam lại tiếp tục chinh phục những level cao hơn của game Blended. Và nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký. Và nhớ nhấn vào hình quả chuông để nhận những thông báo về những video mới nhất từ Hà Sam nha. Nào các bạn ơi, hãy cùng với Hà Sam chơi game thôi. Rồi, bây giờ ấy, ở đây có 4 người các bạn ạ. Màn đêm thì buông xuống, trời ơi. Ơi, mọi người đều cần hơi ấm. Cái đống lửa này ấy, đáng lẽ là phải ở giữa thì mới ấm chung tất chứ. Đây tự dưng có một ông ấm thôi là sao? Rồi. Vẫn còn một cái ông này hơi chết chết hay sao nè. Ok, trời ơi. Mình phải nắn từng ly từng tí một. Ui, sao nhiều người chết vậy? Ui. Ý, cứ độ 3 người thì một người vẫn chết nha. Ok, vậy là 4 người đã ấm rồi. Yeah. Kế tiếp, dưới cây có gì nào? Để xem nào. Dưới cái cây xây này có cái gì nào? Có bông hoa hay có hòn đá? Ui, có hòn đá nè. Có hòn đá, không phải, có bông hoa. Bông hoa hay cái gậy cũng không phải luôn. Đám cỏ, ui, không phải luôn các bạn ạ. Dưới cái cây có cái gì nào? Cái cây nó không phải là cái cây, mà cái cây nó là cái chữ cây. Ôi giời ơi. Ok, vậy là con mèo à? Trốn gì mà kỹ vậy mèo ơi. Mèo miêu miêu. Rồi. Chạm các số theo thứ tự. Nhanh lên, chạm các số theo thứ tự. Ơ, nhanh vậy. 6, 7, 8, 9. Ây, nhanh vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn đúng 1 giây. Yeah. Trời ơi, đúng là hú hồn thật ý. Giải câu đố. 1, 2, 3, 4. Số 1 là có 1 chấm à? Số 2 là 2 chấm. Rồi, 2 chấm. Số 4 là có 4 chấm. 1, 2, 3, 4. Số 3 là có 3 chấm. Ok. Trời ơi, cái này thì quá đơn giản luôn ý. Kế tiếp nè, chúng ta phải ghi bàn. Chúng ta là ai? Chúng ta là cái thằng nào? Màu xanh, lá cây, nọn chuối hay là màu đỏ? Chắc là màu đỏ là cái anh ghi bàn đấy chứ. Thử đánh xem nào. Ok nè. Ui. Ok, lật đây. Ok nè. Ui, ui, ui. Ok. Bắn, bắt đầu. Yeah. Yêu, sao lại đưa bóng cho cái đội bạn làm gì? Rồi mình sẽ chỉnh nó một tí. Bắt đầu. Yeah, mày ơi, cố lên. À. Cái level này nó phải gọi là khó. Ok, bây giờ mình sẽ nắn một tí. Ok. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Vào rồi, vào rồi. Ăn mừng thôi. Kế tiếp, dạy mèo bắt chuột nhé. Con mèo này chính là cái con mèo béo các bạn ạ. Cái con mèo này nó cực kỳ béo. Bởi vì sao nó béo? Bởi vì nó ăn nhiều. Mà nó không ăn chuột, nó không chịu bắt chuột. Mà toàn ăn cá thôi, sơn hào hải vị thôi. Thế nên là nó béo. Khi mà nó béo thì nó lại lười. Nó lười thì nó lại không bắt chuột. Rồi, ở đây có một cái hang chuột nè. Bây giờ mình sẽ làm cái gì đây? Cái thùng này sẽ vào đâu đây? Thùng này vào hang chuột à? Xem nó có chuyển. Ui, chuyển được một cái phô mai nữa này. Phô mai thì vào đâu nhỉ? Vào cho mèo à? Dạy mèo bắt chuột. À, chuột rất thích ăn phô mai. Được rồi, mình sẽ giữ chuột đây. Chuột đây, chuột đây. Chuột ơi, ăn đi chuột ơi. Chuột ơi. Phô mai theo lưng đây chuột ơi. Đến tận hang rồi. Nhanh lên ra ăn đi nào. Sao từ nãy giờ chuột nó vẫn không ra nhỉ? Ok, và bây giờ thì mình sẽ nghĩ rồi, mình sẽ lấy cái thùng này để mình che con mèo này. Ê, che mèo cái thì chuột nó ra. Ui, chuột này phải gọi là siêu kinh điển, khôn như vượn ý. Rồi, tiếp tục nè. Tìm kho báu thôi. Kho báu à? À, cái này ấy là cái tìm kho báu. Nếu mà ở bên dưới ấy, nó có một cái kiểu như là vàng bạc hay kho báu gì ấy, là cái kim này nó sẽ tự di chuyển nè. Ok, và bây giờ mình sẽ tìm xem di chuyển. À, nó kêu ở đây nè. Ui, nó kêu ở đây đúng không? Các bạn nhìn thấy rõ ràng đúng không? Đấy, nó kêu ở đây. Được rồi, thế thì mình sẽ đào ở đây. Đào đây không được nè. Ui, bỏ. Sao lại có một cái dấu gạch ở đây? Hay là người đi trước mình người ta đào được rồi nhỉ? Thế nhưng mà người ta đào được rồi thì bây giờ người ta lại đậy lại làm gì không biết. Ôi, vàng. Ui, quá nhiều vàng.
hỏng phanh rồi, cứu với. Mình chưa kịp làm gì luôn. Mình chưa kịp làm gì mà. Ô. Trời ơi, ý mình sẽ giữ cái xe. Không được. Xe mà có thể di chuyển được cái gì. Ô, đám mây à. Trời ơi, cái đám mây này. Mây giải quyết được nhiều vấn đề ghê, công nhận đấy. Bình thường ấy, mây làm sao mà giữ được cái xe mà cái xe ấy nặng to đùng như thế, làm sao mà giữ được. Không sao, mọi cái phi lý đều có thể xảy ra ở game Blended. Sư tử mẹ đi đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, ở đây có nhiều quả táo quá mà con không thích ăn táo, con chỉ thích ăn chịt thôi. Mẹ ơi. Cái chú sư tử này thích ăn thịt các bạn ạ. Nhưng mà mẹ chú đấy á, chắc là đi kiếm thịt chưa về. Ok, bây giờ thì mình sẽ tìm mẹ cho chú nè. Xem mẹ của chú trốn ở đâu, liệu có trốn ở trên cây không. Sư tử thì làm sao mà trèo lên cây được mà trốn nhỉ. Mình quên mất, được rồi, làm thế nào đây. Ui, táo rụng nè. Tại sao táo lại rụng nhỉ, táo này rụng phải có vấn đề. Hai quả rụng vào đầu cậu ấy rồi. Quả rồi. Ui. À, chú sư tử bị bắt nạt nên là mẹ sư tử mới bò ra. Đứa nào dám ném quả táo vào đầu của con tao. Chạy là thượng sách. Rồi, tiếp tục. Rùa phải thắng cuộc đua này. Cuộc chiến rùa và thỏ à. Ui, ui. Đi nhanh lên rùa. Không được này. Giữ thỏ. Giữ thỏ cũng không được luôn. Chuyển cái vạch đích này. Ui, tóm lại là không thể di chuyển được cái gì luôn. Mây cũng không thể di chuyển. À, chuối, chuối di chuyển được nè. À! Trời ơi, có nghĩa là cho quả chuối đấy thì con thỏ này sẽ bị ngã. Yeah. Thế này là gian lận rồi chứ còn gì nữa. Rồi, nhưng không sao. Giúp cậu ấy với. Ô, giúp cậu ấy có nghĩa là cậu này đang mơ ngủ là bị ninja chém. Cứu mình với, cứu mình với. Ui, cái cậu này đang mơ. Rồi, mình sẽ đặt chuông báo thức. Dậy đi, dậy đi, dậy đi, báo thức đây rồi, dậy đi, dậy đi. Ai cho cái cậu này cầm cái rìu. Ý, cái rìu này to quá, không vào giấc mơ của cậu đấy được. Đổ cái cốc nước này được không? Yeah. Không được luôn. Sao mọi thứ ở đây toàn không dùng được thế này nhỉ? Thế thì để ở đây làm gì không biết. Ok. Rồi. Ô. Ô. Cái này là cái gì đấy? Cái này là cái kiếm này, cái đinh nhờ, có thể di chuyển được nè. Bây giờ làm cái cây kiếm, cái đinh này làm gì bây giờ không biết. Nhưng mà ai chắc chắn một cái thứ rất là nhỏ như thế mà lại có thể sử dụng được thì chắc chắn nó phải sử dụng vào mục đích nào đấy. Ok. Ơ. Thế là thế nào nhở? À, chắc là kiểu như là cái đấy nó rơi vào mặt cậu đấy nên cậu đấy tỉnh ấy. Thực ra ấy, cái game Blended này nhiều khi ấy, mình cũng không thể nào hiểu nổi luôn. Tiếp tục nè, chọn một điều ước. Một là mọc đuôi, hai là mọc sừng. Ông ơi, tôi nói ông này mọc đuôi không thích, mọc sừng chán hơn. Tóm lại là hai cái này tôi đều không thích. Có cái khác không? Ví dụ như là học giỏi nè, rồi xinh đẹp nè, rồi nhiều tiền nè. Không có. Ôi, chán thế. Toàn những cái mình thích thì lại không có thôi. Ok, mọc sừng, mọc đuôi. Vậy mọc đuôi không đúng, mọc sừng. Có cho hai cái thì không đúng luôn. Điều ước, điều ước. Không có. Ui, không có nè. Mọc đuôi. Ơ. Mọc. Ơ. Sau chỗ mọc đuôi này nhá, mình sờ nó lại mờ đi nhỉ. Mờ đi. Ui, thế thì mình sẽ thử xem nào. Ui, xóa được. Xóa được, bên trong nó là giàu có. Chọn giàu có chứ còn gì nữa. Yeah. Trời ơi, giàu có mới là đúng. Điều ước đấy, tất cả các bạn đều ước đúng không? Tên này đi chọc lạc đà. Lò la ma, hãy cho hắn nếm mùi lợi hại. Ê, con lạc đà kia, tại sao mày lại có lông? Hi, cái thằng quỷ nè, nó suốt ngày nó trêu chọc mình. Thế tại sao nó lại có tóc nhỉ?
Ôi trời ơi, cái cậu bé này suốt ngày trêu lạc đà luôn. Bây giờ làm thế nào đây? Cho cậu này thử xem nè. À, con lạc đà này có thể phun phun cái gì ra nè. À, bây giờ mình sẽ cho đám mây vào đây. À, để cậu này mưa xong rồi phun. Yeah, dính mặt chưa? Trời ơi. Rồi, cậu ta có bao nhiêu cái răng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cái răng. Nhưng mà vô lý, tại sao lại cho dễ thế? Nhưng mà biết đâu được ấy. Nhiều khi game ấy, từ giả thành thật, từ thật lại thành giả luôn. Rồi. Không phải 16. Đếm lại. Một cái răng nó bị rụng rồi. Hóa ra là răng giả. Xem còn cái răng nào rụng nữa không nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Răng của cậu bé này bị sâu hết rồi. 16 trừ đi 3 là còn 13. Không đúng. Xem còn cái răng nào không này. Ôi giời ơi. 12. Trời ơi, rụng mất 4 cái răng. Phải đeo cái răng giả đấy. Rồi. Tiếp nào. Còn phải lấp hết chỗ trống của nhà máy. Nhà máy nào nhỉ? Lấp hết chỗ trống à? 1 này. 1. À. À, mình hiểu ra rồi. Rồi. Ok nè. Rồi. Yeah. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam vừa mới thử thách vượt qua được rất nhiều level của game Planetside các bạn ạ. Trời ơi, game này cực kỳ hay, cực kỳ cuốn hút. Và đặc biệt ấy, càng chơi càng hay, càng chơi ấy, càng tò mò. Và ấy, mình có thể thử thách trí thông minh của mình với nhau, với bạn bè đúng không? Và các bạn đã chơi đến level bao nhiêu rồi thì hãy bình luận xuống bên dưới để cho chúng ta cùng trao đổi nhá. Và video của Hà Sam đến